người. Đây là cái mai ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người nha. Đây, mình trồng cái mai này được tầm được khoảng 6-7 tháng rồi nha mọi người. Đây, khi ban đầu mình mua cái mai này về thì nó cũng chỉ là một cây mai con thôi nha mọi người. Thì sau một thời gian mình mai con thôi, mai con thôi chứ cũng không nhỏ lắm nha mọi người. Thì sau một thời gian mình chăm sóc nó thì nó sẽ đã phát triển như ngày hôm nay nha. Cái này là mình để nó phát triển tự nhiên một thời gian nữa nha mọi người. Thì mình sẽ uống cho nó. Cái này là mình chưa uống nha mọi người. Sau một thời gian này nữa thì mình sẽ uống nha. Cái lón nó như thế nào đây nha mọi người. Đây, cái lón nó như thế nào đây. Thì mình cách chăm sóc mai của mình thì cũng đơn giản thôi nha mọi người. Mình sử dụng nước và sử dụng phân thôi. Phân thì mình sử dụng phân bò nha mọi người. Phân gà bò và mình có bổ sung thêm một số phân công nghiệp nha mọi người. Đấy. Còn nước thì vào mùa hè thì ngày nào mình cũng tưới nước thôi nha mọi người. Cứ thấy đất khô là mình sẽ tưới nước nha. Vì ông cha ta đã có câu là nhất nước nhì phân tam cần tưới giống nha mọi người. Trồng cái gì nó cũng phải có nước hết nha. Đấy, nó trồng cái gì nó cũng phải có nước hết. Mình chỉ cần cay thì nó cần chỉ cần nước là thôi. Phân thì có thể không cần cũng được nhưng nước thì nhất định phải có. Nước thì cái chỉ nước thì cay nó mới sống được. Mà khi nó sống thì mình mới sử dụng phân nha mọi người. Phân thì mọi người sử dụng phân gì cũng được. Mình thì mình sử dụng phân bò. Thì ông bò phân hữu cơ rất là cái cay cay nha. Đấy, mình sử dụng phân bò như thế này đây. Mọi người có thể dùng phân khác cũng được nha mọi người, không nhất thiết là phải phân bò giống như mình nha. Mà nếu mọi người có điều kiện hơn thì mọi người sử dụng phân có phân dùng cho cây mai á. Trên thị trường thì mình thấy mình có bón sử dụng rất là nhiều các loại phân cho mai. Cái này thì mình chưa uống nha mọi người nên nhìn nó không được đẹp mắt một tí nha. Mình để nó phát triển tự nhiên một thời gian nữa. Mình để phát triển nó tự nhiên một thời gian nữa thì mình sẽ uống cho nó nha mọi người. Mình sẽ uống cho nó thì nó sẽ nhìn sẽ đẹp mắt hơn nha mọi người. Cái này là mình chưa uống nè. Cách uống thì mình sẽ có làm những video tiếp theo nha. Ok nha mọi người. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Nếu mọi người thấy video này hay cũng nghĩa thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Ok, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.